Sau mùng 1 tháng 11 âm lịch, xui xẻo kéo đến hai tuổi này, đại hạn, vỡ nợ, cẩn thận, tán gia bại sản, nghèo không ngóc đầu lên nổi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều mong cầu cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công, suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Sẽ có những con giáp gặp nhiều may mắn và cũng có những con giáp không tránh khỏi đại hạn do bị sao hung tinh chiếu mệnh mà tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan, vất vả, thậm chí cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, không thể than trách được ai. Có những con giáp trong đầu tháng 11 âm lịch sắp tới mà điển hình là hai con giáp dưới đây sẽ gặp khó khăn về công danh, sự nghiệp không thăng tiến, tài lộc thì ảm đạm, cuộc sống lâm vào bế tắc. Nếu không biết nắm bắt vận hạn của mình và phòng tránh thì có thể dẫn đến họa phá tài. Để biết được đó cụ thể là những con giáp, những đại hạn nào sẽ xảy đến với họ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Xin chia buồn với người tuổi Thìn khi vừa qua một tháng sóng gió lại gặp phải một tháng đầy sóng gió khác. Vận trình của tuổi Thìn vẫn đang lao dốc không phanh. Bản mệnh cần đặc biệt cẩn thận cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tiếp nối tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Thìn âm lịch nhận thấy rằng sự nghiệp của người tuổi Thìn đang đi đến điểm bão hòa nhưng chưa phải là mối bận tâm. Khuyên bản mệnh lúc này là đừng nên cả thèm, chóng chán, hứng khởi được lúc ban đầu, sau đó lại lười hành động. Với những ai muốn thay đổi thì cảm thấy mọi việc quá khó khăn, có thể bạn sẽ muốn quỵ ngã đôi lần trong tháng 11 này. Đây chắc chắn là giai đoạn không dễ chịu, thách thức bạn trong nhiều khía cạnh, đòi hỏi bạn phải mạnh mẽ, kiên cường hơn. Bản mệnh là người quá chú trọng nề nếp, trong suy nghĩ của bạn công việc không trôi chảy, đồng nghĩa với việc mọi thứ đang lung lay. Bạn hít thở sâu và giữ bình tĩnh. Khi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong công việc, hãy chủ động trình bày với cấp trên để giải quyết triệt để vấn đề. Nếu không thể thay đổi hoặc cải thiện tình hình, bạn nên tạm quên mọi chuyện và tập trung làm tốt công việc của mình. Bản mệnh chỉ đang nhạy cảm quá mức vì tính cách cầu toàn của bản thân. Bạn đang làm rất tốt, việc của bạn là thư giãn tinh thần và tập trung tối đa vào nhiệm vụ của mình. Trong tháng, may mắn có nguyệt lệnh lâm quan đới mang lại cho bản mệnh rất nhiều năng lượng với khí thế bừng bừng. Nếu bạn duy trì được mức năng lượng tích cực hiện tại và thể hiện tốt thì còn có cả cơ hội thăng tiến. Chỉ là bạn tự đánh giá thấp bản thân mình. Để đầu óc được minh mẫn và sáng suốt thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí, phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho bản mệnh. Thứ hai, về tài lộc. Trong tháng 11 âm lịch, phương diện tài lộc khá ổn định, đảm bảo cho bạn có nguồn thu, chi, cân đối. Thế nhưng, có người thấy bản mệnh sẵn sàng chi những khoản tiền lớn. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của bạn nên nghĩ rằng bạn nhiều tiền và cố tình hỏi vay, mượn. Tuy nhiên, tỷ kia xuất hiện trong tháng này nhắc nhở bản mệnh không được dễ dàng tin người, kẻo vừa mất tiền lại vừa mất tình cảm. Trong hoàn cảnh này, bạn cần ích kỷ một chút sẽ hơn. Nếu bạn tôn thờ sự cân bằng và hài hòa thì phải chấp nhận sự thật rằng không phải thứ gì diễn ra cũng theo ý bạn. Sẽ không có gì sai nếu bạn lắng nghe tiếng lòng của mình và dũng cảm nói không khi không thể giúp ai đó. Thực tế là nếu mở lòng với những người không đáng tin cậy thì không chỉ mất tiền mà toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của bạn sẽ bị lệch lạc hoặc hủy hoại. Do đó, hãy lựa chọn người nghe thật cẩn thận. Bản mệnh càng sống khiêm tốn sẽ càng tốt cho cuộc sống của bạn. Đừng khoe rằng mình đang sở hữu bao nhiêu tiền bất động sản hay có bao nhiêu túi hàng hiệu. Người ta không khen bạn mà còn đi nói xấu sau lưng. Nhớ rằng bạn là con giáp, cần theo đuổi lối sống tối giản để hạnh phúc nhiều hơn. Để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, giúp bạn hóa giải những thị phi, xua đuổi hung tinh và vận hạn, từ đó đem lại may mắn, tài lộc, chiêu mới quý nhân, giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, về kinh doanh trong những ngày sắp tới. Quý vị thân mến, tử vi tháng 11 còn cho thấy so với tuổi Thìn thì tuổi Ngọ cũng chẳng khá khẩm hơn. Trong tháng 11 sắp tới, con giáp tuổi Ngọ gặp khá nhiều điều trở ngại. Đế vương nhập mệnh khiến bản mệnh trở nên kiêu ngạo, thích tranh giành, cho rằng mình thông minh, hiểu biết hơn người khác nên không chịu lắng nghe ai, đã gây ra một số vấn đề không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp. Theo tử vi tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, con giáp tuổi Ngọ gặp khá nhiều trở ngại. Đế vương nhập mệnh khiến người tuổi Ngọ rất tự tin với năng lực làm việc của mình. Bản mệnh quên rằng núi cao còn có núi cao hơn, chỉ là tầm nhìn của bạn chưa đủ mở rộng nên có sự hiểu biết tương ứng. Lúc này, bản mệnh thường có thái độ chủ quan với những gì mình biết. Trong khi đó thì mọi thứ thay đổi liên tục, bản mệnh nên có thái độ học hỏi sẽ tốt hơn vì khi đó bạn mới có thể chủ động, thích nghi dần với những thay đổi khó lường. Khi thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, bạn chớ quên rà soát lại tiến trình của công việc, càng chi tiết càng tốt. Mặt khác, dù bản mệnh luôn cố gắng cải thiện hiệu suất công việc nhưng ở một mình vẫn chưa đủ nên lưu tâm về vấn đề làm việc nhóm. Để chất lượng công việc được đảm bảo, bạn cần kỹ năng của cả đội. Nếu có thể, bản mệnh hãy hướng dẫn thêm cho những người có kiến thức hạn chế, chưa bằng mình, chứ không phải tỏ thái độ chê bai. Việc đào tạo nội bộ mới là chìa khóa quan trọng giúp bạn đạt được thành quả mong muốn. May mắn trong tháng 11 âm lịch, bản mệnh được trình ấn nâng đỡ. Điều này cho thấy chỉ khi bạn sắp xếp mọi thứ theo một guồng quay nhất định cũng là lúc hiệu quả công việc tăng vượt trội hơn so với những gì bạn nghĩ. Do đó, nhớ làm việc theo kế hoạch ngay từ đầu thì mới đạt được kết quả cao. Đồng thời, hãy mang theo bên mình pháp khí minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc của tuổi Ngọ được hanh thông và thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về tài lộc. Tháng 11 năm 2020 âm lịch, người tuổi Ngọ nên ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho số vốn của mình hơn là tham lam với những cơ hội đầu. Bản mệnh phải biết lượng sức mình, cắt lỗ khi cần, đừng mơ hồ theo đuổi mục tiêu quá tầm với, kẻo mất tiền. Người nào đang đầu tư chứng khoán lại càng phải cẩn thận khi thị trường biến động không ngừng. Bạn càng phụ thuộc nhiều vào xu hướng thị trường để ra quyết định thì càng dễ bị mất tiền. Hãy tìm tới biện pháp bền vững hơn. Hơn nữa, ảnh hưởng không nhỏ của đại hao cho thấy con giáp tuổi Ngọ phải tốn khá nhiều tiền cho những việc không tên. Dù bản mệnh đã cố gắng lên kế hoạch cho mọi thứ nhưng cũng không đề phòng hết các rủi ro có thể xảy đến. Thậm chí có người đã phải dùng tiền tiết kiệm của mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với những ai trước đây hay giúp đỡ mọi người thì sẽ nhận được sự hỗ trợ của ai đó. Nhờ đó bạn có thể thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Nên ghi nhớ những ai đã hỗ trợ mình để đáp lại lòng tốt của họ. Để kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí có công dụng cải mệnh, hóa giải thị phi, xua đuổi hung tinh và vận hạn. Xung quanh tuổi Ngọ trong tháng này, ngoài ra khi pháp khí biến mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc làm, đầu tư một cách thuận lợi. Thứ ba, về tình duyên. Xem tử vi tình duyên tuổi Ngọ cho thấy dù bạn đã cố gắng né tránh nhưng đều không hay ho để có được cuộc sống êm ấm, nhưng xem ra có những người không buông tha cho bạn. Tình cảm hai người sẽ bị lục đục bởi những lời bàn tán không hay. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm của đôi lứa. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương. nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Thậm chí có người bỏ nhà đi vài ngày để dành thời gian một mình suy nghĩ thêm về mối quan hệ hiện tại. Người độc thân đừng quá trông mong vào việc xây dựng mối quan hệ mới khi bạn không đủ hiểu đối phương. Có thể sau một thời gian tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra một số điều không phù hợp và hai người không thể bắt đầu câu chuyện tình cảm của mình. Tình cảm bạn bè, gia đình cũng có thể xảy ra những lúc căng thẳng chỉ vì những giây phút lỡ lời của bản mệnh. Do đó, bạn cần khéo léo, cẩn trọng hơn trong lời nói với mọi người xung quanh. Chân thành không có nghĩa bạn phải nói hết những suy nghĩ trong đầu, hãy thể hiện bản thân một cách có chọn lọc. Chính vì vậy, để cải thiện tình hình hiện tại thì người tuổi Ngọ nên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất sẽ hóa giải xung khắc và tăng cường mối quan hệ. Ngoài ra, sẽ kích hoạt tình duyên và cải vận đào hoa, cải thiện tình cảm giữa bản mệnh và người đó trong tháng này. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!